Hello, hello, trong video này thì Cần sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái app CapCut làm sao để mình có thể là thứ nhất là chúng ta có thể thêm các cái nhãn dán cũng như là chúng ta sắp chữ, số 2 là cái kỹ năng cắt ghép và số 3 là việc là thêm hình ảnh vào, số 4 là cái cách mà chúng ta có thể là thêm một cái đoạn âm âm thanh mà chúng ta mong muốn. Let's go. Thì đây là cái app CapCut nha mọi người nha. Và để mà một cái chiến dịch mới thì mọi người vào cái new project này. Ok, mọi người chọn cái video ở đây này. Nó sẽ có hai cái phần. Nó sẽ có hai cái phần nha mọi người nhá, là video này. Đây chỗ này, video và số 2 là photo. Mọi người chọn, ví dụ là bây giờ cần sẽ thêm video đi. Thì chúng ta thêm video mà chúng ta quay sẵn vào rồi. Đây, cần cho mọi người xem nhá. Số 2 đó chính là Viva Video và số 3 đó chính là CapCut. Rồi, đầu tiên thì mọi người thấy là gì ạ? Đây là một cái video nó có những cái đoạn thừa ra. Ví dụ đây. Đấy, thì có một số cái chỗ thừa ra cái lúc mà mình bấm máy quay ấy. Đấy thì cái lúc này mình có thể là cắt đi. Đấy mọi người có thể kéo ra. Rồi, mình sẽ cắt đi cái đoạn mà nó không cần thiết. Rồi. Đấy. Mọi người muốn cắt ấy thì mọi người sẽ đầu tiên chỉnh đến cái đoạn mà mọi người muốn cắt này, kéo run run đến cái đoạn mà mọi người muốn cắt. Ok, giờ tiếp theo mọi người bấm vào đây, bấm vào cái đấy, cái video nhá, chúng ta bấm vào video khi nào nó hiện ra cái viền trắng này. Rồi ở phía dưới là cái thanh công cụ của chúng ta đúng nhỉ, thì cái đầu tiên đấy là cái sờ split này đấy, cần không giỏi tiếng Anh lắm đâu thì mọi người có thể là bấm vào đây đó, như vậy nó đã tách ra thành hai cái rồi đúng không ạ. Thì chúng ta bấm vào cái đoạn mà chúng ta muốn xóa này, chúng ta delete. Đây, delete đi. Đây, cho xóa đi. Ok nhỉ? Như vậy là đã mất cái đoạn đầu rồi đúng không ạ? Rồi tiếp theo ở phía cuối này cũng có một cái đoạn mà nó không cần thiết lắm. Thì đầu tiên chúng ta phải cắt đi những cái đoạn không cần thiết nhá. Ok không nhỉ? Rồi. Rồi ok. Mình muốn cắt cái đoạn này đi. Rồi lại bấm vào video đó và tiếp tục vào cái split. Rồi. Chúng ta bấm vào xóa đi. Ok, như vậy là những cái đoạn mà thừa đi không cần nữa thì cần đã xóa rồi. Bây giờ để mà thêm sinh động hơn thì chúng ta có thể là thêm cái tiêu đề, bảng tiêu đề như là sắp chữ đúng không ạ? Ok, thì trong video này cần hướng dẫn rất là căn bản và đơn giản thôi để cho mọi người có thể là dễ học nhất. Rồi đầu tiên thì bây giờ thêm chữ này. Rồi. Thì chúng ta thêm một cái tiêu đề cho nó dễ đi. Thì chúng ta vào cái phần này, đó chính là text. À. Text. Ok nhỉ? Tức là chúng ta thêm chữ đấy. Đây chúng ta vào phần là add text. À. Rồi. Thì ở đây nó có phần là style này, tức là những cái kiểu chữ này. Rồi. Cái này là những cái kiểu chữ mà 3D đẹp hơn này. Rồi cái chỗ này là cái khung. À. Cái này chỗ chúng ta vào cái phần này này, nó sẽ có những cái khung này. Đó. Thì mọi người sẽ chọn những cái màu khung mà mọi người yêu thích, nhưng cần khuyến khích mọi người ấy nên chọn những cái màu khung làm sao để nó nổi nổi lên một chút. Bởi vì nó cần một cái sự gây chú ý, ví dụ là màu vàng này. Đấy, màu đỏ này hay là những cái nó đậm màu lên một chút. Ở đây thì cần sẽ chọn một cái, tìm cái nào màu đỏ đi. Cần thích cái màu đỏ. Ok. Thì đây chúng ta sẽ bắt đầu là kích vào đây để viết tiêu đề. Đây, chỗ này. Chúng ta viết tiêu đề ví dụ như là ba app điện thoại. Edit một video TikTok. Ok. Rồi, thì như vậy là đã thêm rồi. Thì bây giờ mình muốn chỉnh cái style chữ này sao cho nó đẹp hơn này. Thì bấm tiếp tục chúng ta bấm vào cái chỗ này. Bấm vào cái lớp chữ này. Đây nó có phần style chữ này. Đây, style các cái kiểu chữ này. Thì đây là một cái list danh sách những cái style này. Mình có thể chọn này. Đấy. Thì cái chữ này nó đẹp hơn chưa mọi người? Đấy, thì ví dụ là cần thích cái kiểu chữ này đi. Đấy, hay là cần thích cái kiểu này đi.
Ok, như vậy thì cái kiểu chữ nó đã đẹp hơn, nó sáng tạo hơn rồi. Thì ok, chúng ta bấm vào cái nút tích ở đây. Ok nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lướt tiếp xem là nó đã trùng chưa. Có 3 app điện thoại để có thể là giúp cho bạn edit một video trên TikTok hoàn thiện hơn. Thứ nhất đó chính là Kini Master, số 2 Đây, đến cái đoạn này. thiện hơn. Rồi, cần muốn kéo cái bảng này nó dài dài đến cái đoạn này, bởi vì là cái đoạn này vẫn đang nói, thì mình sẽ đây kích kéo cái này ra đây. Ok. Chỗ đoạn này là thứ nhất đúng không ạ? Thứ nhất thì chúng ta tiếp tục thêm chỗ này thì mọi người có thể là sắp chữ, nhưng mà chỗ này cần sẽ chọn là, bởi vì là cái video này rất đơn giản thì cần sẽ chọn rất đơn giản thôi. Cần sẽ thêm tiếp một cái lớp khác. Thứ nhất chẳng hạn. Đây mình tìm cái đây mọi người có thể là tùy chọn những cái khung chữ ở đây nhá, rất là nhiều thì mình chọn. Cái này được không nhỉ? Cái này không đẹp mấy. Cái này chưa ok lắm. Mình cứ thử thoải mái thôi. Đây, mình thích cái này đi. Bây giờ đây, số 1 là Kini Master. Kini Master. Đó, ví dụ như vậy đi. Ok, như này. Mình có thể là chỉnh to, chỉnh nhỏ cái góc này nha mọi người nhé. Đây, mình sẽ cho xuống đây. Đó. Đó chính là Kini Master số 2. Số 2 đó chính là Nè, đó mọi chính người. là Kini Master. Rồi, ok, nó đến cái đoạn này thôi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải cắt đi cái đoạn chữ đằng sau nó còn thừa. Thì mọi người bấm vào cái tab Kini Master này, cái tab chữ này mọi người kéo nó lại. Đấy, ok chưa nhỉ? Rồi. Đó chính là Kini Master. Vậy thì cái phần này mình muốn sinh động hơn thì sao? Vậy thì cái cách để chúng ta thêm một cái hình ảnh vào phần này để mọi người có thể là dễ hình dung, đúng chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ thêm một cái hình ảnh ở đây chẳng hạn. Đấy. Thì chúng ta sẽ phải trở về cái trang chủ. Đó, trở về cái trang chủ nha mọi người nha. Ví dụ ở vừa nãy nó ở như thế này thì mọi người bấm vào cái nút ở bên trái góc này để nó về cái trang chủ đã. Rồi thì để mà thêm một cái hình ảnh vào ấy thì mọi người vào cái phần overlay. Đây, overlay này nha. Đây, bấm vào đây. Sau đấy chúng ta add vào. Thì ở đây nó có một phần là gì ạ? Chúng ta có thể là thêm một lớp video hoặc thêm một cái lớp photo. Ở đây cần thêm một cái hình ảnh. Ví dụ cần muốn thêm cái hình ảnh cái Kini Master để cho mọi người dễ hình dung. Thì cần chọn cái Kini Master và cần thêm vào phần cuối này, Add. Rồi, bây giờ cái hình ảnh này nó đang hơi to. Thì mình có thể là cắt đi. Để chúng ta có thể là cắt cái này đi thì mọi người chú ý ở phía dưới thanh công cụ nó có một số cái này. Đây, mọi người chú ý giúp cần cái phần này, Mask. Đây, cái khung này. Đây, chúng ta bấm vào đây. Thì ở đây nó có một số cái phần, ví dụ là cần muốn cắt tròn cái hình này đi. Bấm vào cái này. Đó, có đúng chưa nhỉ? Đây, chúng ta có thể là sử dụng cái này kéo ra, kéo vào. Đấy, ví dụ cần muốn để như thế này đi. Đấy, ok không nhỉ? Đó rồi. Thì sau khi chỉnh xong thì mình lại bấm vào cái nút tích ở dưới góc phải này thôi. Đó chính là Kini Master. Đấy. Ok không nhỉ? Bây giờ mình cho nhỏ lại cái này thôi. Chúng ta bấm vào cái hình ảnh đấy, chúng ta có thể là zoom lên zoom xuống này. Rồi, cho vào đây để mọi người dễ hiểu hơn này, dễ hình dung hơn này. Thì trong cái quá trình mà mọi người làm view của mình ấy, thì mọi người cũng có thể là thêm những cái hình ảnh, những cái icon minh họa nhá. Đây. Đây, xem lại này. Có 3 app điện thoại để có thể là giúp cho bạn edit một video trên TikTok hoàn thiện hơn. Thứ nhất đó chính là Kini Master, số 2 đó chính Đây, cái Kini Master này đang bị dài đúng không ạ? Thì mọi người kéo đến phần mọi người. Đây. Chúng ta kích vào cái phần Kini Master này, chúng ta kéo nó lại. Như vậy là đã vừa rồi đúng không ạ? số 2 đó chính là Viva Video. Đây, chúng ta lại quay lại tiếp tục chúng ta thêm phần Viva Video. Thì để mà tiếp tục quay lại phần Viva Video thì mọi người lại phải trở về trang chủ. Để trở về trang chủ thì mọi người bấm vào cái góc trái này có cái mũi tên này quay lại này. Đây, chúng ta bấm vào đây. Quay lại. Đó, thì đây là thanh công cụ của trang chủ nhá. Đó, thì bây giờ chúng ta muốn thêm text tiếp đúng không ạ? Thì chúng ta thêm thêm text vào đây.
Attack. Đấy. Bây giờ cần sẽ thêm một cái khung chữ. Cái khung vừa nãy mình vừa tìm này. Đây. Mình vào đây số 2. Số 2. Đó là gì ạ? Viva Video. Video. Đấy. Mình cho nhỏ rồi. Mình để ở dưới này, cho dưới này. Rồi, này. Đó chính là Viva Video. Đó, thì cái tab Viva Video này mọi người nhìn thấy ở trên màn hình đang thừa đi đúng không ạ? Thì chúng ta lại cắt lại. Đây, chúng ta bấm vào đây kéo lại. Rất đơn giản đúng không ạ? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ lại phải thêm một cái hình ảnh nữa để chúng ta minh họa cái Viva Video như thế nào. Đó. Đây, Attack, à không phải là Attack. Mà chúng ta sẽ trở về trang chủ mà chúng ta sẽ thêm cái gì ạ? Overlay. Và overlay để thêm hình ảnh nhá. Đây, chúng ta vào overlay để có thể thêm hình ảnh và video. Và chúng ta thêm cái vào đây. Đấy. Bây giờ mọi người muốn làm sao cắt xén cái này đi. Cắt xén cái Viva Video kia để cho nó vuông vuông đi. Thì mọi người vào phần là mask này. Đấy. Cần ở đây cần thích để tròn thôi. À, ví dụ cần thích để như thế này. Đó, mình có thể zoom lại. Đấy, ok chưa nhỉ? Đấy. Đấy, Số mọi người 3. thấy là lại thừa ra rồi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta lại tiếp tục cắt đi. Đó. Đấy. Xem qua lại nha mọi người nhá. Đây mọi người thấy cái chỗ này nó hiện chưa đều đúng không nhỉ? Đây thì mọi người sẽ phải chỉnh làm sao cho nó đều nhất có thể. Đấy, thì nó hiện ra cùng nhau. Chỉnh làm sao nó đều Nhất đều. đó chính là Kinemaster, số 2 đó chính là Vi, Đây cái chỗ này nó cũng chưa đều lắm. Rồi chỉnh lại. đó chính là Viva Video và số 3. Rồi cái số 3 cap cut thì cần không không hướng dẫn làm tương tự đúng không ạ? Bây giờ làm thế nào để đây chúng ta có thể là thêm một cái âm thanh này. Đấy, thêm một cái âm nhạc mà chúng ta muốn vào nữa cho nó sinh động hơn đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta phải có nhạc. Thì ví dụ chúng ta lên YouTube đi. Đây là một cái bài nhạc. Rồi, cần muốn tải cái bài nhạc này về, chúng ta bấm vào nút chia sẻ. Sao chép liên kết. Chúng ta vào sao chép nhỉ. Sau đấy chúng ta vào một cái trang như sau. Nếu các anh chị ở trên Android thì sẽ dùng là i i2med. À, i2med này. À, vào cái trang i2med này. Chúng ta dán link vào đây để chúng ta tải về. Cần hướng dẫn luôn mọi người cách tải nhạc đấy. Rồi chúng ta tải về. Rồi như vậy là nó đang tải rồi. Mọi người đợi một chút nó tải xong nhá. Rồi ok như vậy đã tải xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái app CapCut. Bây giờ chúng ta sẽ thêm nhạc như thế nào đây. Đó, thì chúng ta lại quay về trang chủ. Để quay về trang chủ thì chúng ta lại tiếp tục bấm vào cái ở góc trái màn hình ấy, có cái nút trở về đấy. Chúng ta sẽ trở về. Thì ở dưới này thanh công cụ nó có một cái phần là gì ạ? Audio, thêm âm thanh. Đấy, thì ở đây nó có một số những cái để các bạn có thể thêm âm thanh. Ví dụ là cái này là thêm âm thanh lồng tiếng của mình này. Cái này là âm thanh mình có sẵn này. Đây, ví dụ vào đây đi. Cái này là những cái âm thanh mà đã có sẵn. Nhưng mà bây giờ cần muốn thêm một cái âm thanh mà cần vừa tải về. Chúng ta vào cái extra này. Đấy, cái số 3 nhá. Đây là video mà cần vừa tải về. Chúng ta bấm vào đây. Import. Rồi, nó sẽ tự có âm thanh luôn cho mọi người. Nó sẽ tự lọc ra luôn nhá. Rồi, thì đây, cần muốn cắt cái đoạn âm thanh này đi. Cắt. Rồi, để mà cắt âm thanh ấy, thì nó cũng rất là dễ thôi.
thì chúng ta bấm vào cái split này. Không thích cái đoạn này, xóa đi. Mình lại để mà kéo cái đoạn này về đầu ấy. Đây, để kéo đoạn âm thanh này về đầu thì mọi người bấm và giữ vào cái âm thanh đó, mọi người di chuyển về cái đoạn mà mọi người muốn. Đây. Có 3 app điện thoại để bạn edit một video trên TikTok. Bây giờ cái âm thanh nó to quá thì bây giờ mình muốn nhỏ xuống thì sao đây? Mọi người bấm vào cái âm thanh đấy. Bấm vào cái âm thanh này. Ok, bấm vào âm thanh và chúng ta chọn cái volume ở dưới thanh công cụ này. Volume. Đó, thì đây là to nhỏ thì cần muốn cho nó nhỏ thôi. Đấy. Có 3 app điện thoại để có thể là giúp cho bạn edit một video trên TikTok hoàn thiện hơn. Thứ nhất đó chính là KineMaster. Số 2 đó chính là Viva Video. Bài nhạc này nó cũng không hay lắm. Bài nhạc này không hay lắm, nhưng mà tuy nhiên thôi, không có thời gian thì mọi người có thể là chọn bài nhạc phù hợp hơn. Đó chính là Caput. Rồi, ok. Như vậy là đã hoàn thành một số kỹ năng cho mọi người rồi. Trong video này thì cái kỹ năng thứ nhất là cắt ghép video. Đấy, những cái đoạn không thừa chúng ta có thể cắt đi như thế nào. Số 2 nữa là cái việc mà mọi người có thể là thêm những cái khung chữ như thế nào, thêm ảnh là sao và thêm âm thanh như thế nào. Ok chưa nhỉ? Rồi, và một lưu ý cuối cùng là gì ạ? Cái đoạn cuối này nó sẽ có cái logo CapCut thì mọi người lưu ý, mọi người sẽ phải xóa đi. Chúng ta bấm vào cái đoạn cuối này này. Đó, bấm vào cái đoạn cuối này, chúng ta delete đi, xóa đi để nó không bị dính logo nhá. Chúng ta cùng xem lại. Có 3 app điện thoại để có thể là giúp cho bạn edit một video trên TikTok hoàn thiện hơn. Thứ nhất đó chính là KineMaster. Số 2 đó chính là Viva Video. Và số 3 đó chính là CapCut. Rồi ok, để mà xuất video thì rất đơn giản thôi. Xuất video. À đâu, quên. Chúng ta trước khi xuất chúng ta lưu ý cắt cái đoạn nhạc này đi. Đó, đến cái đoạn mà chúng ta cần thôi. Cắt, xóa đi. Ok, rồi, như vậy là đã xong. Rồi, xuất video thì chúng ta để ý có cái mũi tên ở trên cùng này. Đó. Thì nó đã xuất xong rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện một cái video rồi. Chúc mọi người có thể là thực hành bài tập thành công nhé.